Hello bà cô chú anh chị em. Thì dọn nhà thì một phần lớn đã sắp sửa xong rồi nha. Thì đã 2 ngày liên tiếp rồi thì hai vợ chồng cứ chạy vòng hoài, không biết khi nào mới xong nữa. Cho nên cứ chạy hoài. Thì Lộc làm gì được Lộc làm. Đó thì chỉ còn lại tủ lạnh, cái nhà bếp này thôi à. Với lại cái phòng ngủ trên với lại cái phòng ăn, ý không phải phòng ăn mà cái máy giặt máy sấy thôi nha các bạn. Đó, thì lần là cũng sắp xong rồi thì bây giờ nghỉ gia lao à. Thì đây là chiếc xe thứ hai. Đó, thì chạm những cái này những còn đồ đặt giặt vậy là đi chuyến này là chuyến thứ hai đi nha. À, lần mệt quá, lần làm có một mình cho nên chắc không có nhai hàng thẳng nắp, không có chắc được nhiều, cho cứ luyện lên đại vậy thôi. Đó, cứ luyện lên đại rồi chứ chắc lên thôi chứ không có sắp xếp theo trình tự gì hết trơn á đó nha các bạn. Đó, bây giờ thì chắc vậy đó, rồi giờ mệt quá rồi nghỉ mệt đó, hai vợ chồng người đi rước con, người thì chạy đâu có không biết nữa rồi. Đó, giờ con mình Lộc thì con mình Lộc rồi vòng vòng ở nhà thì không biết làm gì thôi thì nghỉ dịch giả lao đi. À, tới đâu phải tới đó. Đó thì còn ngày mai nữa thì hy vọng dẫn ngày mai nữa là xong, thì chỉ còn lại có chút xíu đồ thôi. Đó, chỉ còn cái tủ lạnh này nè, cái tủ lạnh ở ngoài và nhà đậu xe đó. Rồi còn cái hai cái máy giặt với lại mấy cái đồ đạc cũng cũng lên chỉnh này thì cũng dễ dàng, không có gì khó khăn, chỉ có là mấy cái đồ bự thôi còn càng đó. Cái nhà bếp thì chỉ còn những cái máy lặt vặt ở đây đó, thì còn đồ ăn đồ trong đó đầy đủ, chưa có dọn dẹp gì hết trơn á. Microwave nãy Lộc dùng chưa đâu, chưa đậy lại nữa đó. Rồi thì cái cả gì là xong ha. Đây là cái phòng nè, phòng này phòng làm việc, cái văn phòng của chồng của đứa em. Dạ, văn phòng nó giờ cũng dọn hết tất cả rồi, thì còn cũng còn chút xíu vậy thôi, đồ đạc quá trời luôn. Mà khi hai xe cũng kinh đúng kinh quá trời, biết bao nhiêu thùng khi cũng xỉu luôn. Còn đây là cái cầu tiêu. Đây là trên lầu phòng khách đã dọn hết tất cả phòng khách rồi, tối nay ngủ dưới đất tối nay ngủ dưới đất thôi. Đây là hai vợ chồng hai vợ chồng đó nè. Giờ mình đi lên lầu coi. Thì trên lầu thì là như vậy nha các bạn. Trên lầu ở bên đây một phòng, đây là phòng master bedroom. Cái giường cũng tháo banh ra rồi. Giờ khi xuống bỏ xe luôn, lát nữa là lập khi xuống còn hai cái máy exercise, cái ghế đấm bóp, cái máy xe còn cái máy thì nãy khiên xuống rồi, cái máy lớn thì nãy là khiên xuống rồi đó. Đây là cầu tiêu nè, đồ đạc đây cũng kính hết. Đây là phòng master bedroom, là phòng lớn nhất. Còn bên đây là phòng đứa con, đứa nhỏ, hai đứa nhỏ. Một được bây giờ dọn hết rồi chỉ còn lại tấm niệm thôi, cái gì à? Mai mốt về cuối ngày cuối cùng thì liền lên xe đi thôi, đồ đạc cái dọn hết tất cả. Ở đây cũng có cái phòng đây cũng là cái phòng cầu tiêu nữa. Ba cầu phòng cầu tiêu. Đây ha, đây là cái văn phòng này của đứa em, nó làm việc ở đây. Cái phòng làm việc của nó dọn hết tất cả rồi, quên chưa còn cái tủ chưa nhìn xuống. Bằng gì viết thì của nó là tùm lum đa cho nó treo đó. Đây là cái phòng khách ở trên lầu đó. Đây cũng là càng cái phòng ngủ nữa đó. Phòng ngủ này cũng đứa con, giờ cũng còn cái niệm thôi đó. Thì phòng khách đây cũng dọn hết trơn rồi đó. Đây là cái phòng khách ở trên lầu á, ngồi ở nha các bạn, coi tivi rồi đầy đủ hết trơn á. Đó là cái trên lầu phòng 4 phòng, ở dưới lầu 1 phòng là 5 phòng.
đồ cũng còn nhiều, nhưng mà có mình Lộc làm thì mình làm từ từ. À, giờ mình đi bộ đi ra ngoài sân dạo ngoài này chút xíu. À, các bạn thấy nhà xung quanh đây. À, đây là khung cảnh ở xung quanh nhà. À, đây trên dốc nhìn xuống. À, thì đó thì ở đây ban ngày nó nóng, trời sao mà nóng, bữa nắng mưa khó chịu, thời tiết cũng khó chịu lắm, nắng mưa bất thường lắm đó nha các bạn, yên tĩnh lắm. À, thì khu nhà đây vòng vòng đây là vậy, không có gì đặc biệt ha. À, nhà đẹp. Hello, lại để tiếp tục chương trình nha. Thì mệt quá rồi, Lộc làm đuối luôn á. Làm hai ngày kiêng đầu không đi lên đi xuống cầu thang, không biết bao nhiêu lần luôn á, đi mới nổi quải luôn á, đi mà không kịp ra mồ hôi luôn á. Làm đi mà chợ cũng hơi là đem qua nhà bên kia. Nhà đẹp lắm. Khu nhà Bạc Triệu mà nguyên khu đẹp lắm, chỉ có hai lối vô, một cổng vô một cổng ra, mà nhà nào nhà nấy rất là đẹp, rộng rãi, trời thoải mái. Nhà hai tầng, nhà lầu rất là rộng rãi, đẹp dễ sợ luôn á. Nhìn sân này kia rộng rãi, trời ơi, nhìn là mê luôn á nha các bạn. Nhìn cái căn nhà thì sáng Lộc đi lại, Lộc do khiêng đồ vô nhà, khiêng này kia chưa có thời gian quay cái khung cảnh bên nhà mình đó, rất là đẹp mắt, cho nên để coi mà ngày mai hoặc chiều nay gì đó thì chở thêm một chuyến nữa qua bên đó để bỏ đồ xuống, rồi Lộc đi quay vòng vòng cho các bạn coi xem vài ba phút, năm ba phút, để cho thấy những cái phong cảnh ở cái vùng Texas mình nó như thế nào, San Antonio nó đẹp sạch sẽ mà nó đẹp dễ sợ luôn á. Thì mà con cái đồ gì mà nấu đồ qua trời quá trắc, đồ mà nổi là khiên muốn xỉu luôn á. Có hai vợ chồng hai đứa con mà đi hai làm đồ mà làm không kịp đồ mà khiên luôn á, trời ơi mệt muốn chết đó. Thì đó là cái vấn đề nhà cửa thì xong rồi. Thì có một anh bạn ảnh comment vào cái kênh của Lộc, thì có một anh comment vào cái kênh của Lộc nói là hồi xưa đó, trước khi Lộc đi qua bên Thấm đó, thì cộng đồng mạng đã tặng cho Lộc mấy ngàn đó. Anh nói tại sao có lúc trước khi đi qua đây bên Thấm á, người ta tặng cho mấy ngàn đó, tại sao không lấy mấy ngàn đó mà đi giúp lại cho những người gặp khó khăn. Trời, Lộc đọc cái comment đó, Lộc nghe Lộc muốn té xỉu. Cộng đồng mạng tặng tiền cho Lộc là để làm gì? Để Lộc có cơ hội đứng lên làm lại cuộc đời, để Lộc có cái phương tiện, một cái hành trang, hành lý để Lộc làm lại cuộc đời của Lộc. Thì Lộc nhờ dập cái đồng tiền đó, Lộc sắm một chiếc xe, đi làm đo đá, đi đây đi đó, đi làm những công việc của Lộc làm, cũng như hiện tại đã có công ăn việc làm đàng hoàng, cũng nhờ cái đồng tiền đó. Nhưng mà cái muốn giúp người á, không phải là những cái mấy ngàn đó là đủ nha các bạn. Mấy ngàn đó không thấm vào đâu, có nhiều người cho mấy chục ngàn gom góp lại, đã mấy chục ngàn để giúp người đó, chứ không phải là số tiền đó là của một người cho không. Rất là nhiều người gom góp lại cho Lộc cái số tiền đó, mấy ngàn đồng đó, để Lộc làm cái hành trang hành lý, để Lộc làm lại cuộc đời, có một cơ hội để làm lại cuộc đời. Cho nên Lộc đọc cái comment đó, Lộc nghe Lộc té xỉu. Lộc nghe muốn bật ngửa thứ té ghế luôn. Đó, thì nhưng mà ý của anh cũng là ý tốt, muốn Lộc thì giúp những người khó khăn. Nhưng mà Lộc giúp những người khó khăn thì không có thành vấn đề. Thí dụ như có nhiều cái phương tiện, có nhiều cách thức giúp có ông bà cô chú anh chị em mà gặp khó khăn về vấn đề thông dịch, vấn đề xe cộ, những cái vấn đề đó thì có Lộc trong vòng tầm tay, Lộc trong sức của Lộc, Lộc giúp được những cái vấn đề đó. Còn vấn đề tiền bạc này kia tùy theo cái cách thức của mình giúp. Lộc giúp những anh em vô gia cư tùy theo cái cách thức
tùy theo cái mỗi một người, mỗi một hoàn cảnh mà Lộc phải giúp thôi, chứ không phải là ai Lộc cũng bỏ tiền ra mà giúp. Thí dụ như lúc giúp một người mà không có ý chí, không có nghị lực, không có hạ quyết tâm mà để làm lại cuộc đời, thì Lộc bỏ đã coi như là bỏ tiền xuống bệt đáy biển rồi nha các bạn. Thì Lộc làm sao mà giúp được. Lộc không phải là người làm việc giống như Hằng làm. Hằng là chuyên môn, là có nhiều kinh nghiệm về anh chị em vô gia cư hơn Lộc nhiều. Thì Lộc đã làm những cái kênh đó, thì các anh em nào á thì muốn Hằng muốn giúp thì về những cái phương tiện đó, Hằng có đủ khả năng, có đủ kinh phí để giúp những người đó. Lộc thì không đủ, nhưng mà Lộc thì giúp thì cũng giúp, nhưng mà giúp theo cái cách thức của Lộc, Lộc mới giúp được. Còn mà giúp theo mà cái kiểu như Hằng á, Lộc làm không được. Hằng tại vì Hằng có đầy đủ kinh phí, có đầy đủ bạn bè giúp đỡ, Lộc không có, cho nên không thể nào mà giúp cái kiểu đó được nha các bạn. Thì để cho các bạn hiểu về cách thức của Lộc giúp, thì Lộc giúp có 3 giai đoạn Lộc giúp. Thì trước tiên các người đó phải có quyết tâm, có nghị lực, có ý chí để làm lại cuộc đời, là cái bước đầu tiên Lộc mới giúp được. Thì giúp cái trong chuyện đó thì người đó ít nhất là phải có cái đó trong con người của người đó, muốn cai nghiện hoặc là muốn làm lại cuộc đời. Bất cứ không phải là cai nghiện, không bất cứ trường hợp nào, nhưng mà phải có cái ý chí phấn đấu để cương quyết, hà quyết tâm mà làm lại cuộc đời thì mình mới giúp được người đó. Thì mình vẫn mới thấy được, mình mới giúp được cái chuyện đó, chứ mà không mà đem tiền ra đó, cho người đó ăn xài rồi đổ tiền, bỏ tiền vô biển, ra biển thôi, thì giúp làm gì cũng uổng công. Các bạn mình thì có những người nào có quyết tâm, cũng như có nhiều trường hợp, có anh chị em nào đó, trong cái gia đình nào đó, gặp con cháu của mình đụng tới những thứ nạn tiền nông, những thứ hàng đó, thì gọi cho Lộc để chung sức, chung tay giúp, thì mới mau thành công, mới có phần trăm lớn hơn. Là khi mà người giúp khơi khơi như vậy là không có đúng theo cái chuẩn pháp của mình, cái chương trình của mình, thì không bao giờ là thành công được. Cái chương trình của Lộc thì ít nhất phải đầu tiên phải có những cái nghị lực đó, và thứ hai nữa phải vào trường cai, phải làm lại những giấy tờ phòng thân, những cái trợ cấp của chính phủ nó cho, cái quyền lợi của mình mà, thì mình vào đó để là làm cái gì, để có mình có cái gì đó mình phấn đấu lên, làm cái giấy tờ phòng thân, công ăn việc làm, rồi đi học, rồi cách thức làm giấy tờ, hay là làm một cái resume cái gì đó, thì ở trong trường cai nó dạy hết cho mình, nó làm hết cho mình. Tại sao mà không lợi dụng cơ hội đó mà mình làm, và cũng làm cái điều hay, mình không cần cái đó, là một cái ý chí của mình, một nghị lực, mà mình phải có cái chương trình riêng của mình nữa. Khi một người giúp mình rồi, mình phải có một cái chương trình riêng của mình, để cho mình biết được cái tương lai của mình, biết được cái đường đi nước bước mình sắp đặt riêng cho cái bản thân của mình, chứ không phải là người để cho người khác sắp đặt không nha các bạn. Đó, mình phải có riêng cái chương trình của mình, chứ rằng có người giúp mình ok là một chuyện, nhưng mà mình phải có riêng cái chương trình của mình đó. Thì đó là bước thứ hai, phải vào trường cai, phải làm những cái điều đó, để khi làm gì mình có công ăn việc làm, có giấy tờ đầy đủ mới có công ăn việc làm được đó. Còn điểm thứ ba đó, khi mà ra trường rồi bạn phải làm gì, làm sao mà giữ được thân mình tốt đẹp, làm sao giữ được thân mình đầy đủ nghị lực, đầy đủ thể chất để mà bắt đầu chiến đấu với cái bản thân của mình trong tương lai, và hiện tại và tương lai của mình. Thì đó, cái điểm đó thì phải có ba, đi theo những cái trường tự như vậy, đi theo những thứ tự, rồi phải có chỗ ăn. Khi mà ra trường cai phải có chỗ công ăn việc làm là một, chỗ ăn chỗ ở là hai. Và những điểm yếu tố phụ nữa là có những anh chị em, cha mẹ, những người thân bao dung mình, thương mến mình, để che chở cho mình, dẫn dắt mình đi làm lại con đường đúng, đi làm lại một con người mới. Bạn bè mình, những người giúp mình, để như hỏi thăm, gọi tới hỏi thăm sức khỏe, thí dụ như vậy, dẫn dắt đi ăn đi uống đôi khi, để cho mình biết, để cho cuộc đời của mình có gì đó để hòa nhập vào cái xã hội, chứ không phải muốn giúp một người mà mình chưa có một cái chương trình nào mà giúp khơi khơi như vậy, không bao giờ nào thành công được. Mình phải có đi theo trường tự, người đó phải có cái nghị lực, có phấn đấu, có nghị lực là một, vào trường cai ăn học đi
là sức lực, đi lấy là thể lực và làm cả những giấy tờ phòng thân. Rồi phần thứ ba, khi mà mình ra trường rồi mình học xong cách thức trong trường nó dạy mình để khi nào, trong đó nó có bác sĩ tâm thần, bác sĩ an thần, bác sĩ sinh lý, bất cứ cái gì đó nó đều có hết cho mình trong cái trường trai cho mình, để mình đi làm phòng, làm răng, làm giấy tờ, làm những Medicaid, Medicare cho bản thân của mình, bảo hiểm, những trợ cấp riêng cho mình, những giấy tờ đi lấy bằng lái, bất cứ cái giấy tờ gì đó trong đó đều có hết. Đó là trường tự đi theo kinh cái lớp, đó là cái quyền lợi của mình. Tại sao mình không vào trường trai mà mình làm những chuyện đó, mà tại sao mình phải đi ra nhờ cộng đồng mạng, khi cộng đồng mạng của mình người làm cực khổ cũng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình giúp ra. Còn đi, ví dụ đi làm một cái bằng lái thì ở trong đó nó bao mình hết 30 đồng rồi, nó có cái đơn đưa cho mình đi lấy cái đơn nạp vào, lấy cái ID mình cho đóng thêm 2 đồng, ví dụ như vậy. Hoặc là cái bằng lái mình đóng thêm 7 đồng là 37 đồng, mình hoặc là 4 triệu đồng tùy theo cái tiểu bang mình ở. Tại sao mình không làm những chuyện đó, mà tại sao cứ dựa dẫm vào những cộng đồng mạng, ông bà cô chú anh chị em của mình mà để đi hỏi những cái lời đòi đó? Thì cái đó thì đã nói lên những gì, cái tư cách con người, nói lên cái bản chất con người của mình như thế nào. Khi mà mình hỏi từng đồng từng cách của cộng đồng mạng mình, thì cái vấn đề đó thì muốn giúp một người đó thì nó hơi xa xôi một chút. Có lẽ là phần trong thành công thì phải hiếm hoi hơn cái tánh. Nếu mà hỏi từng đồng từng cách như vậy đó, làm như vậy đó, thì sẽ trở thành lười biếng, sẽ trở thành ỷ vào cộng đồng mạng nhiều quá. Rồi cho nên rồi lúc nào cũng có người này lo, người kia lo cho mình, người này cho tiền, người kia cho tiền, thì sẽ không thành, không bao giờ nào mà trở thành một người hữu ích cho xã hội của mình được. Cho nên mình phải lập vào trường trai, sau đó là trường tự thứ hai. Trường tự thứ ba, sau khi mình vào đó rồi đó, mình phải ăn học những cách thức để chống lại khi mà mình nổi cân nghiện lên. Thì trong đó nó dạy mình đầy đủ hết rồi. Thì trong khi đó mình có gia đình, anh chị em hay là những cô chú gì đó, những bạn bè thân thiết, mình quen thân lại, mình làm thân lại những người đó, rồi mình đi chơi, mình hòa nhập vào cái xã hội lại, rồi mình có công ăn việc làm, có chỗ ăn chỗ ở, rất là được thứ ba để cho mình tiếp tục cái hành trình của mình, tiếp tục cuộc sống của mình để trở lại hòa nhập vào cái xã hội. Đó là ba cái trường tự để mình bắt buộc phải làm, bắt buộc phải có. Nếu không là không bao giờ được thành công. Chứ nói đi vào trường cai thì đi vào trường cai cũng được, ai cũng đi, nhưng mà đi vào đó rồi ra là cũng hút lại, nhưng mà phải có riêng tư của mình có cái sự sắp đặt riêng của bản thân của mình nữa, chứ không phải là không, chứ không phải là nhờ vào sức của người nào đó sắp đặt cho mình rồi rốt cuộc mình trở thành bàn tay trắng. Mình sẽ trở về con đường cũ thôi, khi mà cứ vừa dẫm vào một người nào hoài, mình không có tự lực bản thân mình, tự lực cánh sinh để mà mình phấn đấu vươn lên. Mình không có cái nghị lực, đầu bước đầu tiên mình đã không có nghị lực, không có ý chí phấn đấu, không có đòi hỏi ở nơi mình một cái nhân cách và cái tư cách của con người, thì mình cứ vừa dẫm vào tất cả cộng đồng mạng, người này cho tiền, người kia cho tiền, rồi đụng chuyện hỏi ra chút là có cộng đồng mạng nhờ người này giúp, nhờ người kia giúp. Khi mình không có, mình không lo cho bản thân của mình mà cứ dựa vào đó rồi hỏi chút là cộng đồng mạng, có lẽ là không đúng lắm nha bạn. Có lẽ là mình nghĩ cái suy nghĩ đó có lẽ là không hoàn toàn là đúng hết. Mình phải tự đứng lên, phải tự làm cái gì đó cho tất cả mọi người biết, cho tất cả đều thương mến mình. Mình có một cái nghị lực, một cái ý chí, một cái hòa nhập vào xã hội. Mình làm xong rồi đó mình mới trả ơn lại. Trả ơn lại cộng đồng mạng bằng cách nào? Mình trả ơn cách là mình phải cố gắng, mình phải dựng đứng bản thân của mình lên. Mình phải tiếp tục bước từng bước một. Mình sắp đặt cho cái tương lai của mình như thế nào, rồi tất đại cho tất cả đó là cái sự trả ơn cho cộng đồng mạng. Không phải là trả ơn cho cộng đồng mạng là người ta giúp mình một chút xíu mà hỏi chút là nhắc ơn nhắc nghĩa cơ. Không phải, người ta không có đòi hỏi nơi mình ở cái chỗ mà mang ơn mang nghĩa đó, rồi hỏi chút là cái gì nói là dông ơn bội nghĩa. Không, người ta không có bao giờ nói những chuyện đó. Có những người vô duyên mới dựng đứng câu chuyện lên mà nói người này dông ơn bội nghĩa, người này nói sàn. Tại sao không dựa vào sự thật mà mình nói? Ví dụ đó là bạn thân của mình, người từng giúp mình cũng vậy thôi. Nhưng mà mình nói là mình nói ý của Lộc nói á, là mình tự đứng lên, tự làm lại cuộc đời của mình,
là cái sức của mình để mình trả ơn lại cho cộng đồng mạng, là tự mình lập lại, tự mình hòa nhập vào cái xã hội để đứng lên làm một con người tốt để giúp lại cái xã hội của mình, là bớt đi một phần xấu trong cái xã hội. Cái đó là sự trả ơn cho cộng đồng mạng, chứ không phải là mình mang ơn người ta suốt đời. Không phải là một thở một chút người ta giúp mình 50, 30 năm, hay là giúp mình làm lại cuộc đời rồi người ta đòi hỏi cái này, người ta nói mình phải mang ơn người ta suốt đời suốt kiếp. Không lẽ vì một bao nhiêu người trên thế gian này gặp chuyện ngặt nghèo, gặp chuyện khó khăn, mình bỏ công bỏ sức ra giúp người ta. Thí dụ một bà cụ đi băng qua đường, rồi mình thấy bà cụ băng qua đường mang khiêng tay sách tay đi chợ nặng nè, mình giúp bà cụ khiêng đồ đạc bà cụ về nhà, dắt bà cụ đi dẫn qua lộ. Không lẽ mình bà cụ mang ơn mình suốt đời hay sao? Không, cái đó không đúng, lý thuyết đó là không bao giờ đúng. Mình mang ơn, mình biết là mình ơn người đó, mình hiểu được cái tấm lòng của mình, hai bên mình biết với nhau là đủ rồi, không cần là vì sao mình phải làm cái gì đó để mình thấy cho người đó, chứng minh là mình đã cố gắng, để đứng lên để làm lại cuộc đời, người ta thấy mình cố gắng trong cuộc đời của mình, trong tương lai của mình, mình có phấn đấu, mình có nghị lực, có dù là mình làm không được, không xong đi nữa, nhưng mà người ta đã, mình đã chứng minh mình đã cố gắng hết sức của mình làm. Cái dù mình làm không thành công, nhưng mà mình không rớt lại con đường cũ, người ta nhận thấy mình bước đi từng bước một. Cái đường không bằng ai, không có giàu sang gì, không có hết có tất cả vật chất ở trong thiên hạ này, nhưng mà mình vẫn sống cuộc sống bình an, cuộc sống của mình thoải mái, đi từng bước một hòa nhập vào cái xã hội mới. Thì cái đó là cái sự trả ơn của mình đối với cộng đồng mạng của mình, đối với những người ơn của mình, chứ không phải là người ta đòi hỏi mình phải trả ơn người ta, đòi hỏi mình phải mang ơn người ta. Không lẽ bao nhiêu người làm việc từ thiện đi, trên thế gian này biết bao nhiêu hội, bao nhiêu người làm việc từ thiện ở trong cái xã hội của mình, đúng không các bạn? Trên khắp cả thế giới này nữa, chứ không phải riêng một nhóm một người nào, này là lập nói là nguyên cả một cái thế giới, cả thế kỷ từ xưa tới giờ có người nào mà đi làm ơn, đi làm việc từ thiện hay là thiện nguyện mà người đó phải mang ơn của một người suốt đời suốt kiếp không? Không, cái ơn cái nghĩa đó mình là để mình trả lại là trả sao? Là mình phải đứng lên làm cái gì đó chứng minh được là mình đã thay đổi, chứng minh lên là cái đó là cái ơn cái nghĩa mình đã trả lại cho cộng đồng mạng, trả lại cho người ơn của mình, và thấy mình đứng vững trong cuộc đời, đứng vững trong cái tương lai của mình, làm lặp lại cuộc đời của mình để mình thành công. Cho dù mình không thành công, không giàu sang giàu có gì, nhưng mà thấy con người của mình ăn đứng đàng hoàng, đi đứng không chờ trời không chờ đất, nhẫn mực mà đi, chứ không còn mà xè tay mà xin đứng vào đường xó chợ nữa. Cái đó mới là cái trả ơn cho cậu lại cho những người ơn của mình, chứ không phải là họ chút là ô phải nhắc lại. Ví dụ người đó phải là người ơn của mình, đâu phải là thần thánh hay là thánh thần gì mà phải làm đúng hết tất cả. Đôi khi cũng phải sự có người ở đời này ai cũng sự việc, đôi khi cũng phải có lầm, cũng phải có sai trái. Nếu mà người nào cũng làm đúng hết, đâu phải, trên đời này ai cũng là thánh nhân hết rồi. Lộc chỉ nói vậy là các bạn đó, thì trên đời này chỉ thế, thì cái ơn lấy Lộc nói á là mình đứng lên vững vàng, mình làm lại cuộc đời. Thì theo những cái trường tự của Lộc muốn giúp những người nào đó, thì trước tiên phải có những chữ đi theo cái trường tự, những thứ như vậy rồi mình mới trả ơn người ơn của mình. Chứ là người ơn của mình không có đòi hỏi gì nói mình, nhưng mà người ơn của mình muốn thấy mình đứng lên, muốn thấy mình làm lại cuộc đời, đó mới là cái ơn cái nghĩa mình trả lại cho người ta, chứ không phải là người ta đòi hỏi cái ơn cái nghĩa phải bằng tiền bằng bạc. Không phải, cái ơn cái nghĩa đó nhiều khi người ơn cũng làm sai, cũng làm có đúng có sai. Không phải là không có, ở đời mà người nào mà không, đôi khi không làm việc mà không đúng, không sai. Cái người giàu có, giàu sang, tỷ phú cũng có đôi khi cũng mua bán lỗi vậy. Chứ cũng là một cái lý thuyết thôi. Cái đó là để cho mình chứng minh được những gì. Không phải mình nổi đây, mình trách móc người này hay là tại sao mình giống ơn bội nghĩa thôi. Không phải. Cái đó đây để nói lên cuộc đời, cuộc sống của mình thôi nha các bạn. Đó là cái chương trình của Lộc sắp đặt theo cái chương trình của Lộc, thì để cho các bạn hiểu thì người nào, anh chị em nào có, hay là con cháu của mình, hay là anh em của mình vướng vào con đường nghiện ngập này, là muốn cái muốn đi vào con đường đi vào trở lại xã hội, hòa nhập vào, sẽ làm lại cuộc đời, thì muốn theo Lộc giúp rất là theo trường tự như vậy thì Lộc mới giúp được. Chứ mà khơi khơi mà khi không muốn Lộc và giúp những anh chị em vô gia cư một cách nào đó
Lộc không thể nào giúp được, Lộc không có đủ kinh phí mà cũng không có đủ, chỉ Lộc chỉ giúp theo từng người một thôi và từng điều kiện mà giúp thôi, chứ không phải người nào Lộc cũng giúp được. Bất không lẽ trên đời biết bao nhiêu anh chị em vô gia cư, không lẽ người nào Lộc cũng bỏ tiền ra giúp không? Lộc chứ không có giúp những điểm đó. Điểm Lộc giúp là như Lộc đã nói ở trên, thì bất cứ là ai, bất cứ trên thế gian này chỗ nào cũng được, Lộc có thể kéo về đem về mua vé máy bay, hoặc là làm cái gì hoặc được Lộc lái xe qua rước về cũng được. Nhưng mà người đó phải làm theo đúng cái trình tự như vậy, phải có cái nghị lực đầu tiên, phải có cái ý chí của mình thì Lộc mới giúp được. Còn khi mà một người nào đó, thí dụ một người nào giờ nhờ mình làm giúp một anh chị em nào đó vô gia cư, muốn làm lại cuộc đời, trong gia đình anh chị em dòng họ hay là cha mẹ muốn nhờ, thì nhờ mình cũng ok, mình cũng nhận lời. Nhưng mà ăn thua là cái người mình muốn giúp đỡ có chịu làm hay không, có chịu đứng lên hay không, có chịu làm lại cuộc đời hay không. Cái điểm đó mới là quan trọng, chứ mà giúp thì cái điểm đó ai mà giúp là không được, phải không các bạn? Ai mà bỏ đồng tiền đem về nhà nuôi 2-3 tuần, 5-3 tháng rồi bỏ đi trở lại con đường cũ, rồi cũng như không, cũng bàn tay trắng thôi, cũng vậy thì để giúp làm cái gì? Thì Lộc nói vậy, thì ăn thua là cái người đó phải có bạn, phải có nghị lực để cho có quyết tâm, phải có cái gì ở trong cái tim của mình đó để mình đứng lên làm lại cuộc đời. Thì lúc đó đó mình đòi hỏi điều kiện, đòi hỏi những thứ khác trong con người thì mình mới làm lại cuộc đời được, chứ không phải mà giúp ai rồi những người đi làm thiện nguyện chỉ cho ăn cho uống, đó là giúp thiện nguyện, giúp những người khó khăn là như vậy là một chuyện khác, còn giúp là một người làm quả lấy cuộc đời là một chuyện khác nha các bạn, là hai chuyện khác nhau. Giúp một chuyện thiện nguyện, tự nguyện, tự thiện và thiện nguyện đó là hai việc khác nhau. Giúp một người làm lại cuộc đời và giúp những người gặp khó khăn như vậy là hai công việc khác nhau, rất là khó khăn. Mình chỉ đi đây đem quà, đem đồ ăn, đem tới đồ tặng này kia thì đó là những chuyện thiện nguyện, tự thiện mà mình làm, mình nhờ cái tâm của mình. Còn mà muốn giúp một người làm lại một cuộc đời không phải là đơn giản, không phải là một ngày một sớm. Thì hy vọng rằng thì cũng có nhiều người gọi tới cho Lộc, thì nhà Lộc cũng muốn Lộc góp ý kiến, thì Lộc cũng có nhiều lần lắm góp ý kiến, cũng có nhiều lần nói chỉ cách này cách kia làm như thế nào. Thì cũng có một vài gia đình đã thành công, nhưng mà nếu mà làm những thứ đó Lộc không có quay, nhưng mà lại nói lên đây tất cả theo Lộc, cho Lộc nói là nói xàm, nói bậy, không đúng sự thật. Nhưng trên thực tế đã có như vậy, đã có đúng nhiều người gọi rồi, đã có hỏi ý kiến Lộc làm như thế nào, như thế nào, thế nào, thì Lộc đã giải thích tương tự rồi, hay là những cái gì đó cho người ta hiểu biết thêm về nạn tiện nâu, cái cách nào đó để giúp đỡ cho những con em, con cháu trong gia đình của mình. Thì để mình Lộc đã có nhiều lần nhận cú điện thoại như vậy, cũng đã làm ra cũng có một phần, một hai ba người thôi, không nhiều, một hai ba người đã thành công trong công việc cai nghiện này nha các bạn, chứ phải là không có. Thì theo chương trình của Lộc thì có ba điều kiện như vậy, có cái trường tự ba lớp, phải có ba thứ tự như vậy, đi đúng như vậy mới làm lại cuộc đời được. Thì thôi thì Lộc nói tới đây thì để chấm dứt và kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay về vấn đề làm lại cuộc đời. Thôi thì Lộc xin chào ông bà cô chú anh chị em. Thì bây giờ tiếp tục khiên đồ bỏ lên xe tiếp nha các bạn. Thì nhà trên lầu mà đồ quá trời thôi, thì Lộc xin chào, bye bye.